Ơi, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người một cái app, một cái web để khai thác cái đồng TZ nhé. Thì đây là một cái dự án này, theo như mình đánh giá và cũng như là theo như cái sự chia sẻ của mọi người ở trên các kênh mạng xã hội ấy, thì nó cũng khá là tiềm năng. Còn tương lai thì chưa biết như thế nào, nhưng hiện tại về những cái thông tin cơ bản ở trên trang web cũng như trong các nhóm Telegram của cái dự án này ấy, thì nó có đăng tải nhé. Thì với việc là khai thác cái đồng token TZ này thì tổng cung của cái dự án này nó chỉ có 7 triệu thôi, tổng cung rất là ít nhé, tổng cung rất là ít. Và cái dự án này thì hiện nay thì cái chủ dự án nó đã bỏ, và hiện nay thì cái dự án này nó đã thuộc vào sở hữu của cộng đồng đó. Và một khi một cái dự án thuộc sở hữu của cộng đồng ấy thì nó sẽ không bao giờ sập nhé. Và cái team mà gánh cái dự án này ấy, thì là cũng không nắm giữ những cái token, nên là cũng không lo bị xả hay bị gì cả đó. Thì dự án này thì nó sẽ chạy trên cái hệ mạng là Binance Smart Chain đó. Thì hàng ngày ấy, thì mọi người sẽ khai thác theo cái lốc là 3 tiếng, tức là cứ sau 3 tiếng thì mọi người sẽ vào kích đào. Đó. Thì mặc dù nó mới ra mắt chỉ được vài ngày thôi, nhưng mà cái số lượng người đăng ký tham gia cũng đã rất là đông nhé. Ban đầu ấy, thì cái tốc độ khai thác của nó là 0,025 TZ trên 1 giờ, nhưng hiện nay thì cái tốc độ của nó đã giảm xuống rồi, bởi vì do số lượng người đăng ký quá là đông. Nên là sau khi mọi người xem xong được cái video này hãy đăng ký ngay cho mình nhé, để trước khi mà cái tốc độ của nó sụt giảm dần đó. Thì ở đây thì mọi người có thể là join vào những cái nhóm như ví dụ như Twitter này, hoặc là nhóm Telegram của cái dự án này để theo dõi và cập nhật thêm một số những cái thông tin nhé. Ở đây thì hiện nay thì đang có hơn 90.000 người tham gia khai thác rồi, và đã khai thác được 113.000 cái đồng token này đó. Tổng giá trị đang là 11.000 đô nhé. Thì nó sẽ chạy trên PEP20 này. Đó, rồi. Ở dưới này thì nó cũng có một số những thông tin về dự án này. Thì ở đây thì mình sẽ dịch ra cho mọi người nhé. Đây thì sẽ dịch ra để chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái dự án này. Rồi. Chúng tôi sẽ kích hoạt nút rút tiền để người khai thác rút thu nhập khai thác của họ mà không cần đăng ký KYC. Chúng tôi sẽ sử dụng xác minh đăng ký nhanh chóng và dễ dàng thông qua giao dịch Web 3. Xác minh giao dịch Web 3 là không cần bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, thậm chí không cần xác minh email. Chúng tôi đang đi theo con đường tự do giống như blockchain đang làm. Sau khi ứng dụng xác minh giao dịch Web 3 được phát hành, tất cả người dùng có 90 ngày để xác minh và rút thu nhập khai thác của họ. Quá hạn 90 ngày, thu nhập khai thác của bạn sẽ không có giá trị nhé. Đó, kể từ khi trang ứng dụng khai thác cuối cùng được nâng cấp, số liệu thống kê dữ liệu khai thác bao gồm giá niêm yết ước tính TZ được khai thác cho đến nay và tổng giá trị khai thác sẽ được cập nhật là 24 giờ một lần. Tốc độ khai thác sẽ giảm xuống theo thời gian, nguồn cung cấp mã thông báo tồn tại và số lượng người khai thác tham gia để khai thác TZ. Bạn đang sử dụng ứng dụng khai thác miễn phí được phát triển bởi nhóm Tem Dev, nên nhóm của chúng tôi có toàn quyền thay đổi, dừng, đóng và bảo trì ứng dụng khai thác tất cả thông tin đó. Thì ngoài ra thì mọi người có thể join vào các kênh mạng xã hội này của dự án để tham khảo thêm nhé. Rồi, ok mọi người, thì hiện nay theo cái giá ước tính của nó sau khi niêm yết ấy, đây này, đảm bảo giá niêm yết là 100 đô, nhưng mà cái giá này thì nó sẽ thay đổi cứ mỗi 24 giờ một lần. Và cho đến khi nó được mở rút chính thức thì cũng không biết là nó sẽ ở cái mức giá bao nhiêu. Nhưng dù sao thì đây cũng là một cái dự án miễn phí. Thì chúng ta cũng chẳng tội gì mà không làm nhé. Thì với những cái dự án miễn phí này thì nó là những cái dự án dài hơi, nên là nếu chúng ta không muốn mất phí thì chúng ta sẽ phải bỏ công. Nên là anh em hãy chịu khó nhé để tham gia vào những cái dự án này. Biết đâu sau này thì chúng ta sẽ gặt hái được một cái kết quả đúng như những gì mà chúng ta mong đợi nha. Rồi, ok mọi người. Thì ở đây thì để đăng ký được cái web khai thác này thì mọi người cần bấm vào đường link dưới phần mô tả cho mình. Rồi, sau khi bấm vào cái đường link đăng ký thì nó sẽ xuất hiện một cái giao diện như thế này nhá. Ở đây thì mọi người sẽ nhập các thông tin này.
Đầu tiên là ở cái dòng username thì mọi người có thể nhập username tùy ý mọi người nhé. Rồi đến bước tiếp theo thì mọi người sẽ nhập email. Sau đó thì mọi người sẽ nhập mật khẩu. Thì mật khẩu nó sẽ bao gồm ký tự thường, ký tự hoa, ký tự đặc biệt và chữ số nhé. Và ở dòng dưới cùng này thì mọi người sẽ nhập cái mã code màu đen này cho mình nhé. Ở đây thì mọi người sẽ nhập cái mã code. Đó. Sau đó thì mọi người bấm chọn vào Create Account là xong nhé. Rồi sau khi bấm chọn vào Create Account xong thì nó sẽ đưa đến mọi người, nó đưa mọi người đến một cái giao diện để khai thác nhé. Đó thì ở đây thì nó có ghi chú là mọi người hãy follow cái Twitter này để theo dõi những cái thông tin cập nhật mới nhất đến từ dự án. Rồi, mọi người có thể theo dõi nhé. Ngoài ra thì mọi người có thể join vào nhóm Telegram. Đó thì hiện nay đây, cái giá ước tính của nó đảm bảo là 100 đô cái lít sàn này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập tiếp cái mã code này vào. Mọi người sẽ nhập mã code này. Rồi, sau đó bấm chọn Start My này. Đó, thì mọi người chờ processing nhé. Rồi, ok. Sau đó thì nó, mọi người, cái dây này nó sẽ chạy và bắt đầu thì nó sẽ tiến hành khai thác cho mọi người. Thì cái tốc độ khai thác hiện nay đang là 1 nhân với 0,06 TZ trên giờ. Tức là nó đã giảm khá là nhiều đấy, bởi vì cái lượng người khai thác nó tăng lên là quá là nhiều. Và ở dưới này thì nó sẽ có một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé. Mọi người sẽ sao chép cái đường link này đi chia sẻ để tăng thêm cái tốc độ đào và cũng như là tăng thêm cái số lượng cộng đồng của cái dự án này để cho cái dự án này nó thành công. Đó, thì đây là cái hợp đồng contract của nó. Mọi người có thể bấm vào đây để xem cái thông tin hợp đồng của nó nhé. Đây, hợp đồng thì tổng cung là có 10 triệu, 10 triệu nhé, chứ không phải 7 triệu mình nhầm. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ copy cái hợp đồng này cho mình. Ok, thì bây giờ thì mọi người sẽ add cái token này vào trong ví chớt hoặc ví MetaMask cho mình nhé. Đó, mọi người có thể vào ví chớt hoặc ví MetaMask thì tùy, vào đâu cũng được, không sao cả. Rồi, sau khi đó thì mọi người nếu vào ví chớt, mọi người bấm vào góc bên trái trên cùng đây cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ dán cái contract hợp đồng vào đây. Ok, mọi người sẽ bấm chọn vào tự thêm các đồng tiền mã hóa. Rồi ở đây thì mọi người sẽ chuyển đổi sang cái mạng BNB, tức là mạng Binance Smart Chain. Mọi người chọn Binance Smart Chain cho mình nhé. Đây này. Rồi sau đó bấm chọn nút dán. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện tên này, ký hiệu và số tập phân của cái token TZ này. Bấm chọn ghi lại cho mình. Đó, thì sau này khi mọi người nó mở khóa rút ý, thì mọi người sẽ rút về cái ví mà mọi người đã add cái contract này của nó nhé. Đó, thì đây là một cái dự án theo như đánh giá của mình thì nó là khá là tiềm năng và lại là hoàn toàn miễn phí. Nên là chúng ta cũng đừng bỏ qua những cái dự án như thế này nhé. Bất kể một cái dự án nào miễn phí chúng ta cũng đừng bỏ qua, bỏ công ra một đôi phút thôi. Đó, biết đâu sau này, ví dụ như là những cái dự án về co chẳng hạn. Đó, và mọi người phải xác định là với những cái dự án miễn phí này là những cái dự án dài hơi. Và chúng ta sẽ phải bỏ công, bỏ sức ra nhé. Chứ không có dự án miễn phí nào mà chúng ta nó cho chúng ta ăn ngay được đâu. Rồi, ok mọi người. Vậy thì sau khi xem xong được cái video này thì mọi người hãy đăng ký luôn cho mình nhé. Để nhận được cái tốc độ đào tối ưu nhất trước khi cái tốc độ đào nó giảm đi. Và mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.